Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề thi thử trước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của tỉnh Gia Lai, mã đề 009. Câu 1, công thức của sắt peroxit là, chúng ta chọn ở đây là đáp án B. Câu 2, chất nào sau đây thuộc chất điện lý yếu? Đáp án D. Các chất hữu cơ thường là chất điện lý yếu. Câu số 3, kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Đó là kim loại kali, ngân A. Nó là kim loại đứng đầu tiên trong dây điện hóa. Câu số 4, eta nào sau đây thuộc loại no, đơn chất mạch hở? Nó là phần ngân A. Câu số 5, chất nào sau đây là oxit axit? Phương án chọn là B. Câu số 6, khí gây ra hiệu ứng nhà kính là phương án C. Câu số 7, chất nào sau đây gây ra tính cứng tạm thời của nước? Đó là phương án C. Câu số 8, ở điều kiện thường, aniconitrile và phenol đều phản ứng được với kim loại natri, phương án B. Câu số 9, hydrocarbon nào dưới đây không làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường, ở nhiệt độ thường? Đó là phương án C. Câu số 10, polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp, phương án B. Câu 11, chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng dung dịch NaOH? Đó là phương án B. Câu 12, silic chỉ thể hiện tính oxy hóa trong phản ứng nào sau đây? Đó là phương án B. Câu 13, hỗn hợp E gồm muối X có công thức là C3H12N2O3 và muối Y có công thức là C3H10N2O2, cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được một khí Z làm xanh quỷ tím, cho E tác dụng với dung dịch HCl dư thu khí T và hai chất hữu cơ Q và R, nó phân được khối của Q lớn hơn phân được khối của R, nhận định nào sau đây sai? Từ các cái lựa chọn chúng ta sẽ thấy Y có công thức như vậy, nhưng mà khi Y mà tác dụng với NaOH chúng ta sẽ thu được muối và metinamin, đây là một chất khí làm xanh quỷ tím ẩm. Cho E mà tác dụng với dung dịch, nhưng mà chất Z ở đây là C3H2. Khi cho E tác dụng với dung dịch HCl thì Y sẽ tác dụng HCl thu được muối, hai muối, và chất X tác dụng HCl thu được muối CO2 và nước. Như vậy khi Z sẽ là metinamin và khi T là CO2. Như vậy phương án nhận định sai ở đây là chất Q, nó là amino acid. Thực chất Q nó là một muối. Phương án chọn là B. Câu số 14, cho em mg saccharose và lượng dư axit sulfuric đặc nóng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,9 mol hỗn hợp khí X gồm CO2 và SO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng saccharose ở trên rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong ammoniac thu được X mol kết tủa. Như vậy giá trị của X là, khi cho saccharose tác dụng axit sulfuric thì kết quả chúng ta thu được là 12 CO2 và 24 SO2. Như vậy tổng số mol của CO2 và SO2 là 0,79, chúng ta sẽ suy ra được số mol của saccharose là 0,025. Từ saccharose khi thực hiện phản thủy phân thì mình sẽ thu được glucose và fructose, cả hai chất này khi tham gia phản trắng bạc thì glucose ra 2 bạc, fructose cũng ra 2 bạc nữa. Như vậy tóm lại là từ saccharose mà ra bạc thì chúng ta sẽ có tỷ lệ mol là 1:4, nhưng mà chúng ta sẽ thu được là 0,1 mol mol kết tủa X. Nhưng mà phương án chọn ở đây là D. Câu 15, cho các chất, nhưng mà trong số các chất này tác dụng với HCl sẽ là metinamin, acid glutamate, metin amino acetate và glycine alanine hoặc dipeptide. Mấy kết quả chúng ta có 4 chất, nhưng mà chọn phương án B. Câu số 16, hỗn hợp A gồm 2 ETXY có cùng công thức phân tử là C8H8O2, đều là hợp chất thơm và không có phản trắng bạc. Sản phẩm hóa 0,2 mol hỗn hợp A cần vừa đủ 0,3 lít dung dịch NaOH1m. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp B gồm 3 muối, phần trăm khối lượng của muối có
phân tử khối nhỏ nhất trong hỗn hợp B là. Như vậy ở đây chúng ta thấy hỗn hợp A nó là 2EtXY, nó là đồng phân của nhau. Từ 0,2 mol hỗn hợp A mà phản ứng với 0,3 mol NaOH, như vậy chúng ta sẽ là trong này phải có este của phenol. Và từ đó chúng ta sẽ ra công thức của XY là một trong hai chất H6H5CO3, đó là metin, benzoat và phenin, acetat. Chúng ta viết phương trình phản ứng tác dụng bên NaOH, lập tỷ lệ mol ra. Như vậy kết quả chúng ta sẽ lập được hệ là tổng số mol của 2ET là 0,2 mol và tổng số mol NaOH là 0,3 mol. Như vậy chúng ta sẽ tìm ra được số mol của 2ET là 0,11 mol. Như vậy từ đây mình sẽ tính được phần trăm khối lượng của muối mà có phân tử khối nhỏ nhất, đó là 23,98%, và chọn phương án là D. Câu số 17. Chất hữu cơ X mặt hở có công thức là C5H6O3, X tác dụng NaOH thu được hai chất Y, Z. Chất Z nó chỉ chứa carbon hydro oxy, mặt phân nhánh 1 mol Z phản ứng hoàn toàn với lượng dư trong dịch bạc nitrat trong ammoniac thu được 4 mol bạc. Nhưng mà nhận định là sau đây sai, thì chúng ta thấy là X tác dụng NaOH thu được hai chất Y và Z. Như vậy X nó là một ET. Z không phải là muối mà Z nó là một anhít, mà một mol Z ra được 4 bạc, nhưng mà Z phải có hai nhóm chất anhít. Nhưng mà công thức của X, từ đây chúng ta sẽ ra được công thức. Nhưng mà từ cái công thức này mình sẽ có được Z, X nó là một hợp chất tạp chất, mà phương án B đúng. Cho X tác dụng NaOH sẽ thu được muối và anhít. Nhưng mà Y sẽ là axit, Y sẽ là muối natri format. Y cho Y phản ứng với NaOH có canxi oxit xúc tác sẽ thu được khí hydro, mà phương án A cũng đúng. Như vậy X không tác dụng được với natri, và chọn phương án là C. Câu số 18. Cho các phát biểu sau. Như vậy sục khí CO2 đến dư và dung dịch canxi oxit sau phản ứng thu được hai muối. Cái này là sai. Hỗn hợp A gồm nhôm và natri oxit, cái này là đúng. Kim loại đồng tan trong dung dịch hỗn hợp, cái này đúng. Các kim loại magie, kali, sắt đều khử được ion bạc thành bạc, cái này sai. Hỗn hợp đồng sắt oxy sắt từ có số mol bằng nhau tan hết trong dung dịch HCl dư, cái này đúng. Như vậy kết quả chúng ta có 43 cái đúng, chọn phương án A. Câu 19. Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp gồm có đồng oxit và sắt ba oxit bằng khí CO dư, thu được 1,76 gam chất rắn, phần trăm khối lượng của oxit sắt ba trong hỗn hợp ban đầu. Mình chúng ta thấy là nếu mà gọi số mol của đồng oxit và sắt ba oxit lần lượt là A và B, thì mình sẽ có một phương trình là tổng khối lượng hai chất này là 2,4. Và cái khối lượng hỗn hợp chất rắn giảm đi sẽ đúng bằng khối lượng của oxy trong hai oxit bị mất đi. Nhưng mà 2,4 mà trừ 1,76 thì còn là 0,64 gam oxy. Nhưng mà từ đây mình tính được có một cái phương trình thứ hai, đó là A cộng 3B bằng 0,04. Giải hệ gồm hai phương trình trên, mình sẽ thu được mình A bằng 0,01 và B bằng 0,01. Và có được phần trăm khối lượng của sắt ba oxit là 66,77%, chọn phương án D. Câu số 20. Cho các phát biểu sau. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là wolfram, kim loại cứng nhất là chrome, này đúng. Nhúng đinh sắt đã làm sạch bề mặt và dung dịch đồng sunfat có xuất hiện ăn mòn điện hóa, này đúng. Cho magie vào lượng dư dung dịch sắt ba sunfat sau khi kết thúc thu được sắt, này sai. Khí CO dư qua hỗn hợp nhôm oxit, sắt ba oxit và đồng oxit chung nóng thu được nhôm sắt và đồng, cái này sai. Phản ứng nhiệt nhôm, phương pháp nhiệt luyện chỉ khử được ion kim loại, các cái kim loại nằm ở phía sau nhôm trong dãy điện hóa. Điện phân dung dịch natri clorua thu được khí clo anốt, phương án này đúng. Như vậy kết quả mình sẽ có ba ý đúng, chọn phương án là A.
câu 21 cho các dung dịch sau. Đấy, số dung dịch phản ứng được với đồng hydroxit ở nhiều điều kiện thường là glycerin là 1, axit acetic là 2 và glucose là 3. Nhưng mà phương án chọn là C. Câu 22, đốt cháy hoàn toàn amin X no đơn chất mạch thở bằng oxy thu được 3,36 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 4,05 gram nước. Và công thức của X dựa vào cái tỷ lệ số mol của CO2 và nước thì mình có công thức là tỷ lệ carbon trên hydro sẽ bằng số mol CO2 trên 2 lần số mol nước, và mình lập ra được cái tỷ lệ là 1/3. Như vậy trong số các phương án chọn mà có tỷ lệ carbon hydro 1/3 thì mình sẽ chọn phương án là A. Câu 23, đốt 1,86 gram phosphor trong oxy dư là thành chất X cho ít tác dụng với dung dịch chứa amon canxi hydroxit rồi cô cạn, thu được 8,92 gram muối khang. Giá trị của A là khi cho phosphor mà phản ứng với oxy thì mình sẽ thu được B2O5. Số mol của phosphor là 0,06 mol. Nhưng mà mình tính được số mol của B2O5 là 0,03. Khi cho B2O5 phản ứng với canxi hydroxit thì mình sẽ có thể xảy ra phản ứng 1, cũng có thể xảy ra phản ứng 2 và cũng có thể xảy ra theo tỷ lệ 1/3. Với phản ứng 1 thì khối lượng muối khang mình thu được sẽ là 7,02 gram. Với cái phương án xảy ra phương trình 2 thì khối lượng muối mình thu được sẽ là 08,16 gram. Với cái phương trình thứ 3 thì khối lượng muối mình thu được sẽ là 9,3 gram. Như vậy theo đề thì cái khối lượng muối mình thu được là 8,92. Nó lớn hơn 8,16 và nhỏ hơn 9,3. Như vậy mình cái luật là nó sẽ xảy ra cả hai phản ứng 2 và 3. Nhưng mà lúc này mình gọi số mol của B2O5 phản ứng lần lượt ở hai phương trình là X và Y thì mình sẽ có được số mol canxi hydroxit là 2X 3Y và số mol của hai muối là 2X và Y. Kết quả mình sẽ có hệ phương trình, đó là tổng số mol của B2O5 là 0,03 và tổng khối lượng hai muối là 8,92. Như vậy kết quả mình sẽ giải ra được X bằng 0,01, Y bằng 0,02. Như vậy từ đây mình sẽ tính được số mol của canxi hydroxit đã dùng, đó là thế đề đó A mol, A này sẽ bằng 2X cộng với 3Y và bằng 0,08. Nhưng mà phương án chọn ở đây là D. Câu số 24, phát biểu nào sau đây sai? Chọn phương án D. Góc axit sterin, tristerin là góc của axit steric. Như vậy nó là góc no nên ở điều kiện thường tristerin là chất rắn. Câu số 25, trong phòng thí nghiệm khi ít được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước như hình vẽ dưới đây. Như vậy khi ít là ở đây để thu được khi ít thì ít nó phải không tan trong nước, nhưng mà trong này chỉ có phương án B. Câu số 26, cho hỗn hợp khi ít gồm C2H các hydrocarbon này và hydro dẫn 6,32 gram ít qua bình đựng dung dịch brom dư thì có 0,12 mol brom phản ứng đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp ít ở điều kiện tiêu chuẩn thu được 4,928 lít CO2 và m gram nước, hỏi giá trị gần m gần nhất. Ở với bài này thì mình có thể sử dụng phương pháp, các em có thể sử dụng quy phương pháp quy đổi hỗn hợp ít ban đầu, có rất nhiều cách quy đổi ở đây. Chúng ta sẽ có thể quy đổi một cách đó là công thức, xem công thức chung của hỗn hợp X là CnH2n cộng 2 trừ 2k, với k ở đây là số liên kết bi. Như vậy thì khi cho X mà phản ứng với brom thì chúng ta sẽ có cái phương trình này. Từ số mol brom mình tính được số mol của X là 0,12 chia cho k, và từ đó chúng ta sẽ có được một phương trình là khối lượng của X là 6,32. Đem đốt cháy X thì chúng ta sẽ có n mol CO2 n cộng 1 trừ k mol nước. Dựa vào số mol của CO2 là 0,22, như vậy mình sẽ có n là sẽ bằng 2,2. Có n bằng 2,2 mình thay vào phương trình sau ở phía trên, mình sẽ tính ra được k bằng 0,6. Có k bằng 0,6 nhưng mà mình sẽ tính được số mol của nước là bằng 0,1 nhân với n cộng 1 trừ k. Nhưng mà lúc này khối lượng của nước thu được sẽ bằng 4,68 gram.
và nó sắp xỉ bằng 4,7, nhưng mà mình sẽ chọn phương án là A. Câu số 27, tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Mà các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt một là, ở đây mình thấy là Y có phản trắng bạc, như vậy mình sẽ loại phương án là B. T tạo dung dịch màu xanh lam với đồng hydroxit, như vậy mình loại phương án là A. Z tạo kết tủa trắng với nước brom, như vậy chỉ còn lại là phương án D, mà chúng ta chọn phương án là D. Câu 28, cho 500ml dung dịch natri hydroxit 1,5m vào V dung dịch nhôm cloro 1m, thu được 3,9g kết tủa. Mà giá trị của V là, mình sẽ tính lần lượt số mol của từng chất. Số mol NaOH là 0,75 mol, mol kết tủa là 0,05 mol. Thấy là số mol kết tủa nhỏ hơn số mol của NaOH. Vậy áp dụng công thức số mol kết tủa bằng 4 lần số mol của muối nhôm trừ mol OH trừ. Nhưng mà từ đây mình sẽ tính được số mol của muối nhôm là bằng mol kết tủa cộng với mol OH trừ chia cho 4 và bằng 0,2 mol. Như vậy thể tích của dung dịch là V sẽ bằng 200ml, nhưng mà chọn D. Câu 29, hòa tan hoàn toàn sắt oxit sắt từ trong dung dịch axit sulfuric loãng dư, thu được dung dịch X, dãy gồm các chất. Số chất trong dãy phản được với dung dịch X là, nhưng mà ở đây mình thấy là khi cho oxit sắt từ phản ứng với dung dịch H2O4, mình sẽ thu được muối sắt 2, muối sắt 3. Như vậy trong dung dịch X mình sẽ có chứa ion sắt 2, sắt 3, ion H cộng và ion SO42 trừ. Kết quả là mình sẽ có là 7 chất đều phản ứng, nhưng mà chọn phương án là A. Câu 30, cho sơ đồ phản ứng. Như vậy việc A, B, C, D, E, F đều chứa nitơ trong phân tử, nhận định nào sau đây sai? Ý từ cái công thức phân tử của A là CH4N2O, nhưng mà mình xác định được A, nó sẽ là công thức của ure. Và sơ đồ trên mình có thể viết lại như sau: từ ure kết hợp với nước sẽ thu được amoni carbonat, tác dụng với kiềm mình sẽ thu được hợp chất chứa nitơ ở đây là NH3. Đốt cháy NH3 mà có xúc tác thì kết quả chất D sẽ là khí NO. NO kết hợp với oxy sẽ tạo ra NO2. NO2 hợp nước có oxy sẽ thu được HNO3, nhưng mà HNO3 là chất F. Chất F vừa có tính oxy hóa mạnh vừa là axit mạnh, như vậy nhận định sai sẽ là C. Câu 31, cho sơ đồ chuyển hóa sau. Như vậy từ crom 6 oxit mà tác dụng với kiềm thì mình sẽ thu được là muối cromat trong dung dịch axit, môi trường axit thì cromat sẽ chuyển thành dichromat, và dichromat nó là một chất có tính oxy hóa mạnh. Axit chloride đặc là chất khử, nhưng mà kết quả mình sẽ thu được là CrCl3, đó là chất Z. Phương án chọn ở đây là A. Câu 32, khi nhỏ từ từ dung dịch NaOH và dung dịch hỗn hợp gồm X mol HCl và Y mol nhôm clorua, sự phụ thuộc số mol của nhôm hydroxit tạo thành và số mol NaOH được biểu diễn bằng đồ thị sau. Nhưng mà tỷ lệ XY là, mình thấy là cái khi mà cho NaOH vào thì từ 0 cho đến 0,8 mol NaOH thì lúc này chưa có kết tủa, nhưng mà phản ứng lúc này NaOH đã phản ứng với HCl, như vậy lúc này chúng ta sẽ có X là bằng 0,8. Còn từ 0,8 trở đi thì lúc này mới bắt đầu xuất hiện kết tủa, mà từ 0,8 cho đến 2,8 là số mol NaOH đã dùng để phản ứng, có thể tạo ra được 0,4 mol nhôm hydroxit kết tủa là 2 mol. Như vậy áp dụng công thức mình sẽ tính được số mol của muối nhôm, muối nhôm là bằng 0,6. Như vậy thì mình sẽ có tỷ lệ X chia Y là bằng 0,4 chia 3. Vậy phương án chọn là D. Câu số 35, 5,76g hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng, như vậy mình có ở đây mình sơ đồ hóa nó lại. 5,76g X thì gồm có biris sắt, đồng sunfua,
và sắt hai nitrat. Khi phản ứng axit sulfuric đậm đặc thì dung dịch Z mình thu được sẽ chứa sắt 3 đồng 2 A cộng axit còn dư, ion sunfat và ion nitrat còn dư. Cho phản ứng với baryloxit thì mình sẽ thu được kết tủa tủa T. Cái kết tủa này mình đem mình nung nó lên thì thu được sắt hai sắt ba oxit đồng oxit và bari sunfat. Sắt ba hydroxit đồng hai hydroxit bari sunfat lần lượt là x, y, z thì mình sẽ có một phương trình là tổng khối lượng của ba chất này là 8,85. Phương trình thứ hai là tổng khối lượng của chất rắn E gồm có Fe2O3 đồng oxit bari sunfat là 7,86, và một phương trình nữa là phần trăm khối lượng của oxy trong E. Đó. Mà mình giải hệ phương trình này ra, mình sẽ thu được x bằng 0,03, y bằng 0,01 và z bằng 0,02. Cảm ơn. Bảo toàn sắt trong X. Đó. Mình sẽ có X nó sẽ bằng là số mol của sắt trong pyrit cộng với sắt ở trong sắt hai nitrat. Nhưng mà là từ đây như gọi số mol của sắt pyrit sắt là A và số mol của sắt hai nitrat là B thì mình sẽ có A cộng B là bằng 0,03. Và một phương trình nữa là tổng khối lượng của hỗn hợp X là bằng 5,76 với phương trình thứ hai. Và giải ra mình sẽ được là số mol của hệ đây là A bằng 0,01, B bằng 0,02. Nhưng mà khối lượng của sắt hai nitrat là 3,6 gam, nhưng mà phương án đúng là C. Câu số 34, hỗn hợp A gồm có 2 este đơn chất XY. M phân tử khối của X nhỏ phân tử khối của Y có cùng góc axit. Đun nóng M gamma với 400ml dung dịch cao H1M, tôi được dung dịch B có cao H dư và M trừ cho 12,6 gam. Hỗn hợp gồm 2 anhyd no đơn chất đồng đẳng kế tiếp có tỷ khối hơi so với hydro lập bằng 26,2. Cô cạn B thu được M phải còn 6,68 gam chất rắn khang phần trăm khối lượng của X. Như vậy chúng ta có thể làm hệ thống nó thành lấy sơ đồ này cho M gamma gồm có XY tác dụng với cao H dung dịch B cộng với trừ 12,6. Trong khi cô cạn B thì mình thu được M cộng với 6,68 gam chất rắn khang. Như vậy nếu mà mình dùng bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có là khối lượng của A cộng với khối lượng của cao H đã dùng thì sẽ bằng khối lượng chất rắn cộng với khối lượng của hai anhyd. Như vậy mình tính ra được khối lượng của cái M là bằng 28,2. Từ tỷ khối hơi của hai anhyd so với hydro là 2,56,2, như vậy mình tính được cái M trung bình của hai anhyd là 52,4. Và lúc nhưng mà hai anhyd này sẽ là CH3CHO amon và CH2H5CHO. Từ M trung bình của anhyd là 52,4, mình sẽ được hai anhyd là CH3CHO amon và CH5CHO bmon. Lúc này mình sẽ có một phương trình là tổng khối lượng hai anhyd là bằng M trừ 12,6 là tổng số mol hai anhyd. Thì lấy khối lượng chia cho M lớn mình sẽ thu được giải hệ này ra. Phương trình thứ hai là tổng số mol hai anhyd. Giải hệ mình sẽ tìm được số mol của hai này là 0,12 và 0,18. Ngoài suy ra số mol của cao H đã phản ứng là 0,3 mol. Vì khi anhyd este đơn chất phản ứng với cao H thì tỷ lệ mol là 1:1. Nhưng mà trong B thì sẽ gồm có khối lượng muối và cao H dư là bằng M cộng 68, như vậy bằng 35 gam. Nhưng mà từ đây mình tính ra được khối lượng của muối là 29,4, chia ra được M phân tử khối của muối là 98. Như vậy mình tính ra được R bằng 15,
Vậy công thức của hai ST trong X sẽ lần lượt là CH3COOH CH nối đuôi CH2, với số mol là 0,12 mol, và chất Y là CH3COOH COO CH nối đuôi CH CH3 0,18 mol. Như vậy phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp A X như vậy nó sẽ là 0,12 nhân với phân tử khối của nó là 86 chia cho khối lượng hỗn hợp nhân 100 nhân bằng 36,4%. Chọn phương án là C. Câu số 35. Tiến hành điện phân dung dịch chứa 0,5 mol bạc nitrat bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi là Y bằng 3,86 ampe trong thời gian t giây. Thu được dung dịch Z, dung dịch X, hiệu suất điện phân là 100%. Cho 22,4 gam bột sắt vào X, thấy thoát ra khí NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của nitơ ở dương 5 và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thu được 42,2 gam chất rắn. Ở giá trị của T là em ơi, khi tiến hành điện phân bạc nitrat thì sẽ ra phương trình này. Mà chắc chắn trong này là bạc nitrat sẽ chưa bị điện phân hết. Như vậy gọi số mol của bạc nitrat bị điện phân là X, thì trong cái dung dịch X mình thu được sẽ chứa là axit nitrit và bạc nitrat dư. Những mol của axit nitrit là X. Lúc này khi cho bột sắt vào thì thay thế thoát ra khí NO, nhưng mà chúng ta sẽ có phản ứng là NO3 trừ cộng với 4H cộng cộng với 3 electron để tạo thành NO và hai phân tử nước. Nhưng mà số mol HNO3 là X thì số mol H cộng cũng là bằng X. Nhưng mà lúc này số mol của electron nhận trong phương trình này sẽ là 3X chia 4. Ion bạc cộng, như vậy bạc nitrat còn dư sẽ là 0,5 trừ cho X. Nhưng mà số mol bạc cộng sẽ là số mol của electron nhận ở đây cũng là 0,5 trừ x, và số mol bạc sinh ra cũng là 0,5 trừ x. Khi cho sắt vào trong dung dịch này, mình thấy là chất rắn mình thu được là 42,2 gam chất rắn. Như vậy ở đây chắc chắn là không chỉ có bạc không, mà chắc chắn là sẽ còn có sắt còn dư nữa. Như vậy thì lúc này mà sắt mà còn dư thì khi cho sắt phản ứng với dung dịch x thì chỉ sẽ sản phẩm cuối cùng chỉ là sắt 2. Như vậy dựa vào số mol của electron nhận, mình sẽ biết được số mol electron cho là 3x trên 4 là của electron nhận để tạo ra khí NO, và 0,5x trừ 0,5 trừ x là số mol của electron nhận để tạo ra bạc. Như vậy mình sẽ có được số mol của sắt phản ứng là 1/2 nhân với 3x trên 4 cộng với 0,5 trừ x. Như vậy từ đây mình sẽ có được chất rắn thu được sẽ gồm có sắt còn dư. Ban đầu mình dùng 0,4 mol, nhưng mà sắt dư sẽ bằng 0,4 trừ cho số mol sắt đã tham gia phản ứng nhân với 56 là ra khối lượng của sắt còn dư, và khối lượng của bạc sinh ra là kết quả này bằng 42,2. Như vậy giải phương trình này mình sẽ tìm được x bằng 0,2. Có x bằng 0,2 thì mình từ cái công thức NE số mol E trao đổi sẽ bằng IT trên F, nhưng mà mình sẽ tính được T là bằng 5.000. Câu 36, chúng ta vừa đọc đề vừa tóm tắt thành sơ đồ cho hỗn hợp nhôm mà phản ứng với M gam hỗn hợp các oxit của sắt thì thu được hỗn hợp X. Cho X phản ứng với NaOH dư thu được 0,03 mol hydro dung dịch Y và kết tủa Z. Nhưng mà kết tủa Z ở đây chắc chắn là sắt. Từ cho dung dịch Y phản ứng với CO2 dư thu được 10,92 gam kết tủa. Như vậy kết tủa này sẽ là nhôm hydroxit, và mình tính ra được 0,14 mol. Như vậy cái lượng mol của nhôm ban đầu sẽ là 0,14 mol. Từ số mol hydro dư sinh ra mình sẽ tính được số mol nhôm dư là 0,02 mol. Vậy thì mình sẽ biết được số mol của nhôm đã phản ứng với các oxit sắt là 0,12. Từ đó mình tính được số mol của nhôm oxit là 0,06. Khi cho Z là sắt phản ứng với axit sulfuric tạo thành 0,2 mol SO2, nếu chỉ thu được muối sắt 3 thì cái khối lượng của muối sẽ lớn hơn 27,6 gam muối. Như vậy ở đây
nó sẽ vừa tạo ra muối sắt 3 vừa tạo muối sắt 2. Ngoài mình sẽ lập hệ phương trình gồm có tổng số mol E cho bằng tổng số mol E nhận là 3 cộng 2B bằng 0,214. Và phương trình thứ hai là tổng khối lượng 2 muối là bằng 27,6. Mà tính ra được A là bằng 0,1 và B bằng 0,05. Như vậy từ đây mình sẽ tính được số mol của sắt là bằng 0,15. Và toàn khối lượng mình sẽ có được khối lượng của nhôm cộng khối lượng của hỗn hợp các oxit của sắt, mình sẽ tính được là M bằng 11,28 gram. Như vậy kết quả mình sẽ chọn C. Câu số 37, M gam các cái chất này của lysine, alanin và valin, có thể gọi chung công thức của nó là H2N RCOH, phản ứng với HCl là 0,02 mol. Như vậy mình sẽ thu được trong này là gồm có muối và amino acid còn dư. Cho Y, phản ứng với KOH thì với cái muối ở trên là 0,02 mol thì sẽ phải cần là số mol của KOH là 0,04 mol, và amino acid còn dư gọi là X mol. Như vậy từ tổng số mol của KOH đã dùng, mình sẽ tính được X là bằng 0,015. Như vậy số mol của hỗn hợp X sẽ là 0,02 cộng với 0,015 bằng 0,035 mol. Khi viết phương trình và ứng đốt cháy thì cả ba amino acid này mình có thể gọi công thức chung là CnH2n cộng 1 NO2. Như vậy mình sẽ có số mol CO2 nước. Khối lượng bình tăng lên cũng chính là khối lượng của CO2 và nước. Như vậy dựa vào tổng khối lượng CO2 và nước, mình sẽ tính ra được N sẽ bằng 23/7. Như vậy từ đây mình sẽ tính được M là bằng 3,225 gam và chọn phương án là B. Câu 38, họ tăng M gam hỗn hợp rắn gồm có kẽm, magie, oxy sắt từ và sắt 2 nitrat. Nhưng mà mình tóm tắt đều luôn cái sơ đồ này. M gam gồm kẽm mình có thể gọi nó là A mol, magie mình gọi là B mol, oxy sắt từ và sắt 2 nitrat nó phản ứng với 0,648 mol HCl. Kết quả mình thu được là 0,052 mol khí NO và 36,708 gam dung dịch X. Nhưng mà sản phẩm nữa là nước. Chứ do dung dịch X này nó có thể phản được với 0,03 mol đồng và nó cũng có khả năng phản ứng với cao H dư để thu được khí. Nhưng mà trong dung dịch X này sẽ có chứa muối amoni, đó là 0,028. Và mình sẽ dùng bảo toàn hydro, mình sẽ tính được số mol của nước là bằng 0,268. Nhưng mà lúc này thử sử dụng bảo toàn khối lượng, mình sẽ tính được M là bằng 19,44 gam. Lúc này bảo toàn nitơ, mình sẽ tính được số mol của sắt 2 nitrat là bằng số mol của nitơ ở trong NO và số mol của nitơ trong NH4 cộng chia cho 2 nên là 0,04. Khi cho hỗn hợp rắn ở trên mà phản ứng với HCl thì mình sẽ có xảy ra hai phương trình dạng E này. Nhưng mà từ đây mình đã suy ra được cái lượng H cộng dùng để hòa tan oxit sắt từ là bằng cái lượng H cộng ban đầu trong axit là 0,648 mol, trừ cho cái lượng H cộng mà đã tham gia phản ứng cộng để tạo thành NO là 4 nhân với 0,052, và trừ cho cái lượng H cộng mà đã tham gia để tạo thành NH4 cộng. Nhưng mà kết quả là bằng có lượng H cộng còn dùng để hòa tan oxit sắt từ là 0,16 mol. Như vậy từ đây mình sẽ tính được số mol của oxit sắt từ là 0,02 mol. Như vậy từ đây mình sẽ suy ra được số mol của sắt cộng là 0,04. Từ đây mình sẽ tính được cái lượng sắt 3 mà nằm trong oxit sắt từ là bằng 0,04 mol. Như vậy kết quả mình sẽ có đây phương trình là 65A là khối lượng của kẽm, 24B là số khối lượng của magie và 232 nhân với 0,02 là số khối lượng của oxit sắt từ và 180 nhân với 0,04 là khối lượng của sắt 2 nitrat
tổng khối lượng này là bằng 19,44, như vậy mình sẽ ra phương trình thứ nhất là 65A cộng với 24B bằng 7,6 gram. Đây là phương trình 1. Dung dịch X hòa tan tối đa 0,03 mol đồng, như vậy trong dung dịch X mình chứa là 0,06 mol sắt 3. Từ Fe3O4 phản ứng với axit đã thu được là 0,04 mol sắt 3. Như vậy sẽ còn có 0,02 mol nữa là từ sắt 2, khi phản ứng sẽ nhường tiếp một electron nữa, nó là 0,02 mol nữa. Như vậy dùng bảo toàn E, mình sẽ có A cộng B cộng 0,02 là bằng 3 nhân 0,052 cộng 8 nhân 0,028, A cộng B là bằng 0,12. Giải hệ gồm hai phương trình 1 và 2, mình sẽ tính được là A bằng 0,08, B bằng 0,1. Như vậy phần trăm khối lượng của magie trong hỗn hợp rắn ban đầu là 12,35%. Kết quả mình chọn A. Câu số 39, hỗn hợp A chứa chất hữu cơ mạch thở gồm tetrapeptide X, pentapeptide Y và chất Z, là có công thức là C3H7NO2, là ester của alpha amino acid. Đun nóng 36,86 gram hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được phần hơi chứa ancol T, khối lượng là 3,84 gram, và phần rắn gồm hai muối của glycine và alanine. Đốt cháy hết hỗn hợp muối cần dùng 1,455 mol oxy, thu được CO2, nước, nitơ và 26,5 gram natri carbonat. Hỏi phần trăm khối lượng của Y trong A gần với giá trị nào sau đây? Thì mình thấy chất Z có công thức phân tử ở trên, như vậy nó sẽ là ester của glycine, và khi thực hiện phản ứng với NaOH sẽ thu được chất T là CH3OH. Như vậy từ đây mình theo đề ancol T có khối lượng là 3,84, nhưng mà mình tính được số mol là 0,12, nhưng mà suy ra số mol của Z cũng bằng 0,12. Để đốt T thì khi mình viết phương trình phản ứng của đốt cháy metilit thì mình sẽ tính được số mol của oxy là cần dùng để đốt là 0,18 mol. Mình quy đổi hỗn hợp A, hỗn hợp peptide, chúng ta có thể gọi là quy đổi, trong một số tài liệu người ta cũng gọi nó là phương pháp tam phân, gồm có CONH là gọi là amon, CH2 gọi nó là bmon và nước là cmon, thì mình sẽ có một quy trình là tổng khối lượng hỗn hợp này là 43A cộng 14B cộng 18C là bằng 36,86. Từ số mol của Na2CO3 0,025, như vậy suy ra số mol NaOH là 0,5. Như vậy tính ra được A là bằng 0,5. Đốt A thì CONH sẽ cháy theo phương trình này, cộng với 0,75 mol oxy tạo thành CO2, 0,5 mol nước, 0,5 mol nitơ. CH2 sẽ cháy tạo thành 1,5 mol, cần 1,5 mol oxy tạo thành CO2 và nước. Còn nước thì không cháy. A cộng với NaOH tạo thành muối và CH3OH. Cho nên lúc này theo đề thì đốt cháy muối thì cần 1,455 mol oxy. Như vậy chúng ta không dùng đốt cháy muối, mà nếu đốt cháy A thì cái lượng oxy cần dùng sẽ bằng lượng oxy đốt dùng để đốt cháy muối cộng với lượng oxy cần dùng để đốt cháy metilit, vì NaOH nó không cháy được. Khi muối và metilit cháy sẽ tạo khí CO2, khí CO2 này sẽ phản ứng với NaOH tạo thành Na2CO3. Như vậy lượng oxy cần dùng để đốt A theo hai phương trình ở trên là bằng 0,75 amon oxy và 1,5 bmon oxy. Như vậy thì lúc này là nó sẽ bằng số mol oxy cần dùng để đốt cháy muối là 1,455 cộng với số mol oxy cần dùng để đốt cháy metilit là 0,18. Như vậy từ đây mình sẽ tính được là B, bởi vì có A ở trên, thay A bằng 0,5 mình sẽ tính được B là bằng 0,84, và quay trở lại mình sẽ tính được C ở phương trình đầu là 0,2. Như vậy hỗn hợp muối bây giờ đó là hai muối glycine, của glycine và alanine, mình gọi số mol của nó là x mol, y mol. Thì mình sẽ dùng bảo toàn nitơ trong muối, mình sẽ có là x cộng y nó sẽ bằng A, nó bằng 0,5. Bảo toàn carbon trong muối cộng với carbon trong T nó sẽ bằng
carbon trong A, nhưng mà mình sẽ có là 2x cộng 3y cộng 0,12, nó sẽ bằng là A cộng B, là bằng số mol carbon trong hỗn hợp A ban đầu. Nhưng mà từ đây mình sẽ có là 2x cộng 3y bằng 1,22. Nhưng mà giải hệ phương trình này mình sẽ có được là x bằng 0,28, y bằng 0,22. Bây giờ bảo toàn nitơ trong A, mình sẽ có là số mol nitơ trong A sẽ bằng 4 lần số mol của x cộng 5 lần số mol của y cộng với số mol của z, nó sẽ bằng A. Nhưng mà từ đây mình sẽ có 4x cộng 5y bằng 0,38. Số mol x cộng số mol y cộng số mol z là tổng số mol hỗn hợp các peptide này cũng chính bằng số mol của nước theo phương pháp quy đổi, và nó sẽ bằng C. Như vậy mình sẽ có nx cộng ny bằng 0,08, thì mình đã có số mol của z là 0,12. Như vậy giải hệ này ra mình sẽ có được số mol của x là 0,02, y bằng 0,06. Như vậy nếu mình gọi đặt công thức của tetrapeptide X là glycine 4 trừ M và A là M lần, thì số mol của nó sẽ là 0,02. Y nó là bentapeptide và mình cũng gồm có gly và ala, nhưng mà mình đã đặt ala là N, là của gly là 5 trừ N, thì số mol nó là 0,06 mol. Như vậy mình sẽ có 0,02 M cộng với 0,06 N chính là bằng y, là bằng 0,22. Như vậy từ phương đây mình sẽ có m cộng 3 n bằng 11, mà chỉ có giá trị là m bằng 2, n bằng 3 là phù hợp. Vậy công thức của y sẽ là gly 2 lần và ala là 3 lần. Như vậy từ đây mình sẽ tính phần trăm khối lượng của y trong hỗn hợp A, nó sẽ bằng 56,16%. Mình chọn A. Câu 40 đặt cái công thức chung của hai axit là CXHIO2, số mol là amol. Bây giờ mình đem đốt thì mình sẽ có là số mol của CO2 là AX và số mol của nước là AI trên 2. Như vậy từ số mol của CO2 mình sẽ có AX bằng 0,75 và số mol nước mình sẽ có AI trên 2 bằng 0,5. Và khối lượng của A sẽ bằng phân tử khối, nó là 12X cộng Y cộng 32 nhân với A là bằng 16,4. Như vậy kết hợp AX rồi AI trên 2 và M, M lớn này, khối lượng của A này, mình sẽ tính được giá trị của A là bằng 0,2. À, 26,4 gram A. Nhưng mà là bây giờ mình dùng ấy, từ bây ban đầu là 16,4, bây giờ là dùng 26,4, thì mình đã tính được là số mol của A hỗn hợp A này nó sẽ là 0,3 mol. 160 gram dung dịch NaOH 10%, nó sẽ có là 16 gram NaOH và 144 gram nước. Như vậy lượng nước mà do phản ứng giữa hai axit và NaOH tạo ra sẽ là bằng 146,7 trừ cho 144 là bằng 2,7 gram. Như vậy số mol của hai axit trong 24,6 gram A nó sẽ bằng số mol nước và bằng 0,15 mol. Như vậy số mol ST sẽ bằng Na trừ cho số mol hai axit là bằng 0,15. Như vậy số mol của methylate cũng bằng 0,15. A cộng NaOH tạo thành M gam chắc rắn, methylate và nước. Như vậy bảo toàn khối lượng mình sẽ có 24,6 cộng 160 sẽ bằng M cộng với 0,15 nhân 32 cộng 146,7. Như vậy M sẽ bằng 33,1, sắp xỉ với 31. Mình 33,1 của mình sắp xỉ là phương án D. Mình sẽ chọn D. Bảo toàn khối lượng mình sẽ tính được M là bằng 33,1, ngoài sắp xỉ là 33,2, chọn phương án là D. Bài hướng dẫn của thầy đến đây là hết. Chúc tất cả các em học tốt.